gửi cho ba nó đi. Quậy quá chịu không nổi. Trời ơi coi kìa. Wow. Khoa làm gì đó? Thỏa như Khoa đâu? Cho con cái mặt đâu rồi? Thành nói, Khoa nói hai. Hai. Hay quá. Không thấy anh rồi. Ừ dạ đúng rồi đó. Ồ. Dạ. Yeah. Hai Khoa. Hai Thoan.